Vừa qua, Huyện ủy Cam Lộ đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, tập thể lãnh đạo huyện Cam Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 15 trên 15 chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 13%, thu ngân sách hơn 320 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt gần 18.325 tấn, thu nhập bình quân đầu người 36,17 triệu đồng, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,26%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, 8 trên 8 xã đạt về đích nông thôn mới, xã cuối cùng đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận. Công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng chính quyền điện tử, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong năm đã quyết định kết nạp 100 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 4% so với tổng số đảng viên cuối năm 2017. Đến nay, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 2.734 đồng chí. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Theo đó, năm 2019, huyện Cam Lộ chọn chủ đề là năm nông thôn mới. Vì vậy, các cấp các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững với mức từ 12 đến 13%. Hội nghị cũng đã thông qua đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập và phát triển giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.